là phụ nữ thì ai cũng mong mình có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi sung sướng hay bất hạnh còn phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ và hành động của họ. Sau đây là những câu nói thô nhưng thật, giúp phụ nữ sống khôn ngoan và hạnh phúc hơn mỗi ngày. 1. Ở đời này, chẳng ai đối xử tử tế với ai một cách vô điều kiện. 2. Vốn dĩ, cuộc sống này không công bằng. Thay vì ngồi oán trách, thì hãy học cách thích ứng. Cuộc đời không vì bạn là phái yếu mà nâng tay, giơ cao đánh khẽ. Không vì bạn yếu đuối mà ngừng vùi dập bạn. Hãy tập thích nghi với mọi hoàn cảnh để không bị xem thường. 3. Thái độ của tôi có thay đổi hay không đều phụ thuộc vào thái độ của bạn. 4. Nếu ai đó đánh giá bạn, cứ nhắm mắt bịt tai, hãy nhớ chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. 5. Mỗi người đến với cuộc sống của bạn đều có mục đích khác nhau. Có người gieo rắc đau thương, có người mang đến hạnh phúc. Hãy nhớ, ai mang đến niềm vui cho mình thì tiếp tục đồng hành, còn người mang tới đau thương thì ngừng kết giao. Người không chung chí hướng, đừng dây dưa níu kéo làm gì cho mất thời gian của cả hai. 6. Đừng bao giờ trao bí mật của mình cho người khác, bởi họ không có trách nhiệm giữ cho bạn. Hơn nữa, nếu họ tình nguyện giữ bí mật đó, xem như bạn đã nợ họ một ân tình suốt đời này cũng không trả hết. 7. Kỳ thực, cuộc đời giống như một vở kịch. Mỗi người có một vai diễn riêng. Hãy dựa vào năng lực của bản thân để ứng biến những tình huống xảy ra mỗi ngày. 8. Hãy sống như loài hoa dại. Càng bị vùi dập càng kiên cường mạnh mẽ để vươn lên, khoe sắc sau cơn mưa tầm tã. 9. Khi có nhiều điều khó khăn ập đến, đừng cúi đầu hỏi tại sao lại là tôi, mà hãy ngẩng cao đầu nói cố lên tôi ơi. 10. Người dại luôn khoa trương, khoe khoang những thứ tốt đẹp cho người khác biết. Người khôn ngoan chỉ lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. 11. Sống ở đời, nếu không thể hòa hợp với một người nào đó, tốt nhất là nên chấm dứt. Đừng dây dưa với những người không hiểu và không cần mình. 12. Đời người nhất định phải có kiến thức. Đừng để mình nghèo nàn về vật chất lẫn tri thức. Hãy nhớ, kiến thức là bí quyết để phụ nữ hạnh phúc. 13. Nếu không sở hữu khối tài sản lớn, thì hãy sở hữu óc thẩm mỹ cao. Không mua được bộ quần áo hàng hiệu, ít nhất cũng chọn được cho mình bộ quần áo hợp thời trang. 14. Nếu có lỡ chia tay, đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ. Người khôn không nhìn lại quá khứ để dằn vặt mình lẫn người khác. 15. Cuộc đời vô thường. Người hôm nay tốt với bạn, ngày mai có thể thay lòng. Thế nên đừng tin tưởng hay trông mong quá nhiều vào lòng người. 16. Người đàn bà khôn ngoan không tranh luận hơn thua với những kẻ nói xấu mình. Chỉ cần bản thân sống tốt, không ai có thể chỉnh mình được. 17. Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn. 18. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ, chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời của anh ta. 19. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. 20. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình, đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại. 21. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền thực hiện nó. 22. Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt, nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.
23. Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp. 24. Đàn bà như em, khổ nhiều rồi, đau nhiều rồi, chịu đủ điều thiệt thòi rồi, nhưng đến cuối cùng thì ai biết, ai sẽ là người hiểu cho em, ai sẽ cố gắng tất cả để ở bên em đây. 25. Sai lầm lớn nhất của người đàn bà chính là sau khi chia tay với người đàn ông mà mình yêu thương, vì một phút yếu lòng nào đó lại nông nổi quay trở lại, để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ, khiến cho trái tim người đàn bà càng cảm thấy nhàu nhĩ và đau đớn nhiều hơn. 26. Phụ nữ nên nhận thức rằng tất cả mọi chuyện phải dựa vào bản thân, đừng nghĩ rằng dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền tự mình làm ra, yêu lấy chính mình, hạnh phúc phải tự mình cảm nhận. 27. Là phụ nữ phải học cách từ bỏ. Cái gì không đáng chờ thì hãy quên đi, cái gì không đáng thì gạt qua một bên, bơ đi mà sống. 28. Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải là cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống như đàn ông, và sống thì như một nữ thần.